Đây tuy là dòng có mức giá phải chăng rẻ nhất của thương hiệu Electrolux, nhưng vẫn đảm bảo một cái ngưỡng chất lượng kỹ thuật nhất định. Các bạn có thể quan sát vào bên trong. Với một cái tốc độ 20 vòng một giây này thì hầu như các bạn không quan sát được đồ giặt bên trong đâu ạ. Lồng giặt hợp kim, cửa máy giặt bằng kính chịu lực chịu nhiệt rất là bền chắc và an toàn. Đó, chiếc ly đâu đó di chuyển khoảng 5 cm so với vị trí ban đầu, nhưng nước vẫn không hề sóng sánh, chỉ rung rất nhẹ. Đó, máy đang giảm tua đấy ạ. Quá trình vắt nó sẽ diễn ra trong 10 phút. Và trong gia đình các bạn khi sử dụng thì nó ồn và rung lắc hay không là chính là ở cái giai đoạn vắt này. Thì tôi vừa mới thử nghiệm để các bạn chứng kiến. Còn về khả năng giặt sạch thì nó đã có cái kiểm định chất lượng của Swiss State AG Thụy Sĩ rồi. Và cái khả năng giặt sạch chạy êm là hai cái tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của một chiếc máy giặt. Đặc biệt là những dòng máy giặt mà có lại mức giá rất phổ thông như thế này. Đó. Khi giặt đồ trong nhà thì các bạn nhớ để tơi quần áo ra, đừng gấp gọn quá. Đừng để vò một đống rồi ném vào, nó sẽ lệch tâm của cái lồng giặt khiến cho quá trình nó cũng sẽ rung lắc hơn. Để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.